Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Chỉ xin được làm người. Trong nhiều ngày liền, những lá thư mà tôi nhận được đến từ nhiều nguồn, nhiều người, nhưng tất thảy đều có chung một chủ đề là kêu gọi ngăn chặn việc hình thành một nhà máy cán thép ở Cà Ná, Ninh Thuận. Tôi không biết ai trong số họ, những con người xa lạ ấy, nhưng rõ là họ đang cố tìm mọi cách để đánh động đồng bào mình về một thảm họa chung sẽ đến. Một bức thư khác kêu gọi ký tên phản đối thông qua trang change.org. Trong đó, nhóm viết thư ngỏ có tên là Green Tree Việt Nam hỏi một cách thống thiết rằng bạn chưa thấy hoảng sợ hay sao? Tôi đọc bức thư này trong một buổi sáng chủ nhật. Trời âm u và đầy mây mù nặng nề. Khung trời Việt Nam thật khắc khoải. Những người thốt lên lời đau đớn ấy không khác gì những sứ giả của Khải Huyền miệt mài cảnh báo dấu hiệu chuỗi tận thế Ragnarok đang đến. Nhưng tiếng nói của họ yếu ớt và chìm vào thời đại hỗn mang, nhất là khi tôi đi ngang sân của nhà văn hóa thanh niên ở Sài Gòn. Tiếng micro của người dẫn cuộc vui được đáp lại bằng những tràng hô to rất hoan hỷ. Quả thật, hiện thực của một dân tộc như đang chết sặc, liệm dần trong lịch trình giáo dục thờ ơ và hoan lạc xếp đặt. Thư ngỏ cùng kêu gọi ký tên chống lại dự án khu liên hợp cán thép Hoa Sen chỉ cần có 1.500 người tham gia. Thế nhưng, các chữ ký đến chậm từng ngày, nó khác biệt làm sao so với các cuộc vui mông muội mà hàng ngàn người nô nức ghi danh, khác biệt với một sản phẩm thời thượng đắt tiền ra mắt mà trong tích tắc quá tải đến mức phải khóa sổ. Tôi ký tên vào thư ngỏ này với tư cách của một công dân còn tỉnh táo, nhưng lại quá tỉnh táo để tự vấn rằng lá thư này sẽ đến đâu và ai sẽ đọc nó, hoặc ai sẽ thức tỉnh một phần người trong mình để nhận ra đất nước này đang chuồi dần vào lộ trình tận diệt của Ragnarok bởi bọn trọc phú và quan lại điên cuồng trong dục vọng cưỡng đoạt quê hương. Chưa bao giờ đất nước đang ở chương hồi bi kịch như lúc này. Người dân kêu gào cho sự sống và tồn vong của đất nước, còn những kẻ có quyền thì mê mị đám đông bằng những ngôn từ của rắn, rồi lặng lẽ hành động với âm mưu đã định. Một cuộc thăm dò trên báo Lao Động cho biết có đến 93% bạn đọc đã nói không với Cà Ná. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Trương Thanh Hoài, vụ trưởng vụ công nghiệp nặng, đại diện cho Bộ Công Thương, vẫn nói như đinh đóng cột: Hoa Sen không làm, thép Cà Ná vẫn vào quy hoạch. Điều đó cho thấy dã tâm không chỉ có ở Tôn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ, mà dã tâm là của cả một hệ thống, nhân dân tuyệt vọng quẫy đạp phản đối, yếu ớt như những con cá trong làn nước độc, nhưng số phận thì đã định rồi. Bản đồ đánh dấu sự lắng nghe và đối thoại của chính quyền với nhân dân đã được điểm bằng rùi cui, roi điện, lựu đạn cay ngày càng nhiều ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Và mai đây, nếu như có mặt của nhà máy thép ở Ninh Thuận, bản đồ này có lẽ sẽ còn phong phú hơn nữa. Vùng biển Cà Ná, Ninh Thuận chỉ cách Sài Gòn khoảng 300 cây số, một vụ nhiễm độc từ chất thải sẽ sớm cô lập toàn bộ vùng lương thực quan yếu của toàn miền Nam và hủy diệt sức sống của một vùng kinh tế xã hội chỉ trong 2 tuần lễ. Việt Nam chưa bao giờ là một quốc gia đau bệnh như hôm nay. Từ Trung Quốc, các dự án phương thức hoạt động được tuồn dần vào Việt Nam, bột xít Tây Nguyên hay Formosa, rồi hóa chất, thực phẩm độc. Hôm nay thì cú đánh hiểm hóc vào Cà Ná từ dự án hãnh tiến về luyện thép, không thể không hình dung đến một thuyết âm mưu quan trọng
về một quốc gia suy yếu dần để Trung Quốc dễ bề kiểm soát. Nhưng dĩ nhiên, muốn làm được điều đó phải có sự tham gia của bọn trọc phú hám lợi, bọn quan lại phản bội Tổ quốc, bọn thỏa hiệp. Phản ứng với báo chí về dự án thép, ông Lê Phước Vũ từng nói rằng: "Mày đăng tao lên báo, tao chấp mày luôn." Cách nói của ông Vũ nhắc người ta nhớ đến giọng điệu trịch thượng của ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, khi đòi rút thẻ nhà báo đưa tin và gọi bằng thằng: "Có cái gì đó thật đồng bộ giữa thế lực nhà nước và giới trọc phú khi kề cận nhau, giai cấp của một hệ thống nằm trên pháp luật, vốn không bao giờ phải chịu trách nhiệm về sự ngu dốt, sai lầm và tội ác của mình, nhưng luôn mạnh miệng để chà đạp phía nhân dân." Ông Vũ có lý do gọi phần xã hội còn lại là mày, thì vì bởi ông tin đã dựa lưng vào khối tiền khổng lồ béo bở của dự án, như chân lý chói rực qua tim. Hơn nữa, ông lại là anh em cột chèo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và luôn được ủng hộ bởi trưởng ban thường trực phía Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương Đào Văn Lừng. Trong giới làm ăn, ông Vũ cũng được nhìn thấy là người chọn phe đúng để vận động là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với danh thế lừng lững như vậy. Rõ là ông Vũ còn gì để ngại ngùng gọi phần còn lại của Việt Nam là mày. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những lời phản biện tâm huyết và những lá thư ngõ cùng kêu gọi ký tên phản đối nhà máy cán thép Cà Ná có thể đến được bàn làm việc của ông Lê Phước Vũ. Vì ít nhất, đọc những điều rất Việt Nam của những trái tim Việt Nam, của nguyên khí Việt Nam, thì một phần người nào đó đã được đánh động trong ông, thay vì luôn quảng bá hảo kim quang của danh xưng một Phật tử. Tôi từng thấy hình ảnh ông Vũ mặc áo cà sa quỳ lạy nơi cửa Phật. Có không ít quan chức liên quan đến ông cũng quỳ lạy thành kính như vậy. Ông Vũ và các quan chức đó cầu nguyện gì khi nhắm mắt nghiền và tay chấp hương? Liệu có là lời cầu nguyện cho dân tộc và đất nước này, hay chỉ là nỗi chấp mê và dục vọng cuồng điên của quyền lợi riêng mình, bỏ mặc nhân gian oán thán? Tôi đã nhìn rất lâu vào những bức ảnh như vậy, tần ngần với biết bao suy nghĩ không lời giải thuộc về con người. Trong muôn ngàn sự tích hay về cuộc đời, có chuyện về một nhà tu hành bị bá tánh khinh thường, ngồi khóc ở ven rừng. Quỷ xuất hiện và thỏa thuận sẽ làm nhà tu hành khiến ai ai cũng phải kính sợ. Nhưng bù lại, khi có quyền lợi thì thầy tu và quỷ sẽ ăn chia đủ với nhau như bạn đời. Quỷ vô hình nâng thầy tu lên vai, khiến dân chúng nhìn thấy thầy tu như bay lên, nên từ đó cúng dường vâng phục. Liên minh người và quỷ đó tồn tại cho đến một ngày bất chợt quỷ suy yếu quyền lực, không đỡ nổi khiến thầy tu té xuống và chết. Điều gì đã nâng ông Lê Phước Vũ bay cao để ông nhìn vào cõi nhân gian và cười cợt, gọi mọi người bằng mày? Và ông Vũ nghĩ loại quyền lực vô hình nào có thể phụng sự cho ông đến cuối cuộc đời? Nhưng dù là ai, liên minh giả Phật giả quỷ ấy không thể tồn tại mãi trên đời thực này, không thể nghiễm nhiên mãi dẫm lên sự đau khổ của đồng loại trong tương lai đi tới. Tôi không biết mình có quen ai trong số 1.500 người ký tên vào thư ngỏ chống nhà máy thép Tôn Hoa Sen sẽ hủy diệt đất mẹ Việt Nam. Tôi nghĩ về rất nhiều lời tâm tình, phản đối, chia sẻ, kêu gọi mà tôi đã đọc được. Tôi cũng không biết họ là Phật tử hay là người Công giáo, có tín ngưỡng hay không, nhưng tôi biết chắc họ đang chọn hành động cho một ý nghĩa duy nhất là sống và làm người với lẽ phải. Là quỷ hay Phật ngày mai thì vẫn còn chưa biết được, nhưng tôi sẽ không mơ màng chọn lựa hình ảnh. Tôi chỉ cố làm người hôm nay, làm người
để còn đứng trong và đứng cùng đồng loại ở những giây phút nguy nan này, lắng nghe nỗi đau và khát vọng của dân tộc và quê hương mình, làm người để phân biệt và chỉ rõ ai là kẻ giả Phật và giả quỷ đang giày xéo mua bán đất nước này bằng cường quyền và mị ngữ. Làm người, xin hãy mơ được là người thôi, thầy tu hay ngạ quỷ khi nhận ra cũng đã là niềm hạnh phúc của dân tộc. Chẳng phận người ngư dân.